là cô gái hay mộng mơ. Người đã khiến tôi thẫn thờ. Cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Tôi qua một khung bao cơ bản 4 cấm ở trang 110. The Upham Family. Trong thư mục Rap 2021, tôi vào đó một cửa đi gỗ, 99 phụ kiện, hai khung bao cửa đi gỗ. Tôi mở cái Family 1A, khung bao cửa đi gỗ cơ bản 1 cấm, The Upham nó ra. Sau đó tôi file CLA Family. Tôi đổi cái tên nó thành là 1C, khung bao cửa đi gỗ cơ bản 4 cấm, có mặt bằng. Rồi tôi sell nó lại. Ở bước 2, tôi vào Family Size. Tôi hiệu chỉnh 14 chiều rộng thông thủy bằng 2800. Sau đó tôi New Parameter, Share Parameter, Select. Tôi chọn Parameter là C02 chiều rộng cấm. Tôi OK. Rồi OK. Tôi gán công thức cho C02 chiều rộng cấm thì nó bằng 14 chiều rộng thông thủy, cho nên tôi copy nó về đây. Tôi Ctrl V. Sau đó tôi cộng cho 20, rồi tôi đóng ngoặc lại. Rồi tôi chia 4, có nghĩa là tôi nhân cho 0.25. Kết quả nó là 705 như thế này. Tôi OK thoát ra ngoài. Ở bước 3, tôi vào tab Insert Low Family. Tôi Low Family 1C, mặt bằng cửa 4 cánh kiểu 1, ở trong thư mục ký hiệu 2D như thế này. Tôi Open nó ra. Sau đó tôi vào tab Annotate Detail Component. Tôi gắn cái 1C, mặt bằng cửa 4 cánh kiểu 1 vào mặt bằng như thế này. Tôi hiệu chỉnh cái detail level bằng 5. Rồi tôi dùng lệnh align. Tôi align theo phương đứng của nó. Và tôi bóp khóa lại. Sau đó tôi align nó với cái rep plane mặt phẳng ngoài khung bao. Rồi tôi bóp khóa lại như thế này. Tôi click chọn cái family vừa gắn vào. Tôi hiệu chỉnh cái C06 2D góc mở cửa mặt bằng bằng là 90 độ. Rồi tôi associate. Với C06, 2D góc mở cửa mặt bằng. Tôi OK. Lỗi nó là Instant, cho nên tôi check vào Instant. Rồi tôi OK thoát ra ngoài. Sau đó tôi Edit Time. Tôi associate 1 chiều dày cánh với 0.1 chiều dày cánh, 0.2 chiều dày khung bao với 0.2 chiều dày khung bao, 0.3 chiều dày theo tường với 0.3 chiều dày theo tường, 14 chiều rộng thông thủy với 14 chiều rộng thông thủy, C02 chiều rộng cánh với C02 chiều rộng cánh, C03 chiều rộng thanh bản lề với C03 chiều rộng thanh bản lề, C04 chiều rộng thanh tay nắm với C04 chiều rộng thanh tay nắm, C05 chiều ngang tay nắm với C05 chiều ngang tay nắm. Tôi kéo thanh trượt kiểm tra các cái parameter còn lại. Sau khi xong hết tôi OK. Bây giờ tôi qua 3D. Tôi click chọn cái khung bao. Rồi tôi edit visibility của nó. Tôi không cho nó thấy trong code. Rồi tôi OK thoát ra ngoài. Tôi trở lại rep level. Tôi ẩn những cái đối tượng không cần thiết đi. Để cho chúng ta dễ nhìn, tôi dời các dimension ra bên ngoài. Rồi tôi kéo các cái đường reference ra bên ngoài để chúng ta dễ quản lý nó, dễ nhìn nó. Bên này cũng thế. Tiếp tục tôi dùng tab Create Reference Plan. Tôi vẽ hai reference plan ngay vị trí hèm cửa. Vị trí này.
và một cái ở vị trí này. Tôi đo kích thước, tôi hiệu chỉnh giá trị kích thước này bằng 10, rồi tôi bóp khóa cái số 10 này lại. Tương tự ở bên đây, tôi cũng đo kích thước với cái hàm cửa, tôi lựa chọn reference ngay hàm cửa, tôi hiệu chỉnh bằng 10, rồi tôi cũng bóp khóa số 10 này lại. Tiếp tục tôi dùng cái reference plane, tôi vẽ hai cái reference plane ở giữa cái reference góc như thế này. Sau đó tôi đo cái kích thước từ đây tới đây và một kích thước từ đây tới đây, hai kích thước này. Tôi mới gắn parameter là C02 chiều rộng cắm. Bây giờ tôi vào tab create, tôi dùng reference line, tôi vẽ một đường reference line xéo như thế này. Tôi mới đo một cái kích thước từ cái reference hàm cửa với reference line và từ cái reference line mặt phẳng ngoài khung bao với reference line. Tôi lấy chọn reference line, tôi hiệu chỉnh hai cái giá trị vừa đo bằng 0, rồi tôi bóp khóa hai số 0 này lại. Tiếp tục tôi biến cái measure thành dimension, tôi gắn cái label nó là C02 chiều rộng cánh, rồi tôi đo một cái kích thước góc. Tôi lựa chọn cái thứ góc vừa đó và tôi create parameter, share parameter, select. Tôi chọn parameter là 21 3D góc mở cửa 1. Tôi ok, tôi hiệu chỉnh nó thành instant. Rồi tôi ok thoát ra ngoài. Tôi bóp khóa lại và tôi hiệu chỉnh giá trị nó là 45 độ. Sau đó tôi dùng một cái reference line, tôi vẽ ngay đường vuông góc của nó. Rồi tôi đo một kích thước góc angular, nó bằng 90 độ và tôi bóp khóa nó lại luôn. Tiếp tục ở vị trí cánh cửa thứ hai, tôi create reference line, tôi tạo một cái reference line xéo như thế này. Tôi đo hai kích thước, sau đó tôi hiệu chỉnh hai cái giá trị kích thước vừa đo bằng 0. Tôi bóp khóa hai số 0 này lại. Rồi tôi dùng dimension, tôi đo một cái kích thước angular. Tôi lựa chọn kích thước vừa đó, rồi create parameter, share parameter, select và tôi chọn là 22 3D góc mở cửa 2. Tôi ok, tôi hiệu chỉnh nó bằng instant, rồi tôi ok thoát ra ngoài. Tôi bóp khóa nó lại và hiệu chỉnh giá trị nó là 45 độ. Sau đó tôi biến cái measure thành dimension, tôi gắn cái parameter cho nó là C02 chiều rộng cắm. Rồi tôi vào tab create, tôi vẽ một cái reference line ngay đầu của nó. Tôi đo một cái kích thước góc, đó là 90 độ, rồi tôi bóp khóa nó lại. Tiếp tục tôi vào tab create, vẽ một cái reference line xéo ở cái vị trí các cánh cửa thứ ba như thế này. Tôi dùng dimension đo hai cái kích thước, tôi hiệu chỉnh giá trị nó bằng 0. Rồi tôi bóp khóa nó lại. Sau đó tôi biến cái measure thành dimension, tôi gắn cái label nó là C02 chiều rộng cánh. Rồi tôi đo một kích thước góc, tôi lựa chọn kích thước góc vừa đó, tôi create parameter, share parameter, select và tôi chọn cái parameter là 23 3D góc mở cửa 3. Tôi ok, tôi hiệu chỉnh đó là loại instant, rồi tôi ok thoát ra ngoài. Tôi bóp ổ khóa lại và tôi hiệu chỉnh giá trị nó là 45 độ. Tôi click ra bên ngoài. Sau đó tôi vào tab create, tôi tạo một cái reference line vuông góc ở ngay đầu của nó. Tôi đo một cái kích thước góc, nó là 90 độ và tôi bóp khóa nó lại. Tiếp tục tôi vào tab create reference line, tôi vẽ một cái reference line xéo ngay cái cánh cửa thứ tư như thế này. Tôi đo một kích thước so với reference hàm cửa đây và một kích thước với reference mặt phẳng ngoài khung bao. Tôi lựa chọn reference vừa vẽ, hiệu chỉnh hai cái giá trị bằng 0. Rồi tôi bóp ổ khóa của hai số 0 lại. Sau đó tôi lựa chọn reply, tôi biến cái measure thành dimension. Tôi đổi cái label nó thành là C02 chiều rộng cánh. Rồi tôi dùng dimension angular, tôi đo một cái góc với mặt phẳng ngoài khung bao. Tôi lựa chọn nó, rồi tôi create parameter, share parameter, select
Tôi chọn parameter là 24 3D góc mở cửa 4. Tôi ok hiệu chỉnh nó thành loại instant. Rồi tôi ok thoát ra ngoài. Tôi bóp ổ khóa lại và tôi hiệu chỉnh cái giá trị nó là 45 độ. Tôi click ra bên ngoài. Tiếp tục tôi vào tab create, tôi tạo một cái reference line. Tôi vẽ một cái reference line vuông góc ngay đầu như thế này. Rồi tôi đo một kích thước góc. Nó bằng 90 độ và tôi bóp ổ khóa nó lại luôn. Kết quả như thế này. Các bạn nhớ kiểm tra trong family. Sau khi mình tạo xong một cái nào đó thì mình nhớ kiểm tra, chứ đừng để làm hết toàn bộ mọi thứ rồi mình kiểm tra một lần mình phát hiện sai thì mình sửa không nổi. Bây giờ tôi save. Các bạn thực hiện nghi thức đóng file family. Rồi load file.